đây là một sản phẩm vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với tôi, một nhà thật ra nó lại không nguy hiểm cho lắm. Và các bạn đang thấy trên tay tôi là một chiếc lược được thiết kế như một con dao bấm, và chúng ta có thể diễn rất là nhiều trò hay và vui với chiếc lược đó. Ví dụ chẳng hạn các bạn diễn như tôi, giả mặt nguy hiểm rồi dọa một ai đó rồi bấm ra chiếc lược, rất là hay và rất là vui khi mà các bạn biết tạo không khí hồi hộp cho họ rồi dẫn đến đoạn kết là một chiếc lược được phụt ra, rất là vui vẻ. Và thậm chí họ có thể là được chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, khiến họ không kịp loát là chuyện gì đang xảy ra. Cách dùng rất dễ, có chốt an toàn, nút bấm nhanh, gọn và nhẹ đó, và độ bật rất là mạnh, khiến cho mọi người có thể tạo cảm giác là như họ đang bật được một con dao hoàn toàn là thực sự. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video trên hữu ích, hãy nhấn nút like và share để tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những video kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Nhớ nhấn nút subscribe và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ Bẻo Thuật. Xin chào và hẹn gặp lại.